Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và các môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-sen đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa người rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, sau câu chuyện phép lạ bắn hóa ra nhiều, thì Thánh Gioan khai triển một suy niệm dài và sâu sắc về Chúa Giêsu là bánh sự sống. Trong đoạn tin mừng hôm nay thì Ngài cho chúng ta thấy là đám đông ở bên bờ bên kia biển hồ, sau khi đã được ăn bánh no nê và sau đó không thấy Chúa Giêsu và các môn đệ, thì họ lại đi qua phía bên này biển hồ để đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Và rồi họ đã tìm thấy Ngài. Ở trong tin mừng Gioan, hai động từ tìm kiếm và tìm thấy có một ý nghĩa rất là đặc biệt và được nhấn mạnh. Con người tìm kiếm điều gì? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Anh chị em có hiểu cái câu Chúa Giêsu nói không? Nếu anh em đi tìm tôi bởi vì tôi là một dấu lạ, tức là tôi là người đến từ Thiên Chúa, thì anh em sẽ đón nhận cái sứ điệp của Thiên Chúa qua tôi. Còn đây, anh em đi tìm tôi không phải vì dấu lạ, mà vì anh em được ăn bánh no nê. Anh em đi tìm tôi bởi vì tôi chỉ là một phương tiện để giúp cho anh em thỏa mãn cái cơn đói, cái cơn khát, cái nhu cầu căn bản trong cuộc sống. Và vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi họ: Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có được lương thực thường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Anh chị em thấy, ở trong đời sống của con người, thì con người muốn thỏa mãn những nhu cầu căn bản.
Khi đói thì muốn được ăn no. Không biết anh chị em có bao giờ nhịn đói đến ngày thứ ba, thứ tư chưa? Hả? Tôi có kinh nghiệm, tôi nhịn đói tới ngày thứ tư. Hả? Anh em biết cái lúc mà cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai nó đói khủng khiếp. Qua ngày thứ ba, đói lắm. Nhưng mà bắt đầu đến ngày thứ tư, thứ năm, thì có lẽ cái bao tử nó quen, nó dần dần, nó can mê. Trên có những người mà họ tập nhịn đói một tuần, hai tuần, ba tuần vì một lý do gì đó là có được. Và ngay cả cái việc Chúa Giêsu mà ăn chay nhịn đói 40 đêm ngày, hay là Môi-sen đã ăn chay nhịn đói 40 đêm ngày để gặp Chúa trên núi Sinai là điều có thể được. Và anh chị em thấy có những tù nhân ở trong tù, họ bị đối xử một cách bất công và họ không có cái cách gì để bảo vệ mình ngoài cái phương pháp tuyệt thực. Và tôi nghe nói có những người đã tuyệt thực tới ngày thứ 52. Chính cái nhu cầu căn bản của con người, khi đói thì người ta muốn ăn no. Nhưng khi một lý do gì đó, người ta có thể vượt lên trên cái cơn đói. Khi người ta khát thì người ta mong ước có nước để được thỏa mãn. Mà ngay cả khi vì khát quá, người ta quên cả cái điều chính hay điều phụ. Như dân Israel ở trong hoang địa, khi họ đến vùng khô cằn không có nước uống thì họ trách Môi-sen: tại sao lại đưa chúng tôi vào cái vùng đất khô cằn? Tại sao không để chúng tôi chết ở bên Ai Cập? Ngay cả trong thân phận của một người nô lệ. Và khi người ta đau yếu thì người ta vái tứ phương, tìm mọi cách để có được sức khỏe. Mà khi có sức khỏe không coi ra gì hết trơn. Chúng ta thấy trong cái nhu cầu của con người có những điều rất căn bản và đôi khi nó nghịch lý. Và ngay cả khi người ta chưa đói, người ta vẫn tích cốc phòng cơ. Người ta vẫn lo cho một cái ngày mà có thể xảy ra. Và cái sự tìm kiếm này nó chiếm hết phần lớn thời gian của chúng ta. Ở trong những xã hội kém phát triển, người ta đi làm việc quần quật cả ngày, từ sáng đến tối mà cũng không đủ để mà ăn. Anh chị em thấy có những cái vùng mà người ta phải đi làm suốt, mà đất nó xấu quá, cũng không đủ mà ăn nữa. Rồi hoặc là ở trong những xã hội giàu có, tiên tiến, thì người ta không phải chỉ ăn no mặc đủ, mà người ta còn tích lũy của cải để chứng tỏ khả năng của mình. Không phải chỉ là ăn no đủ, nhưng mà ăn phải ngon, mặc phải đẹp. Khi tôi đọc báo, tôi thấy có những người mà mua một cái bóp xách tay 5.000 đô, 7.000 đô, 10.000 đô, tôi không hiểu, cái đó làm cái gì? Và tôi thích một cái câu của một cái ông nào đó. Ông bảo nếu cho tôi chọn một cái bóp giá 300 đô và một cái bóp 10 đô mà có trong đó 290 đô, thì tôi chọn cái bóp 10 đô, bởi vì trong đó còn có 290 đô nữa. Và chúng ta thấy dù bất cứ lý do gì, thì việc lao mình đi tìm kiếm những điều như thế vẫn không làm cho con người thỏa mãn. Người ta tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Và bởi vì nó không dẫn đến cái sự cần thiết quan trọng cho cuộc đời là chính Thiên Chúa, hay là cái hạnh phúc vĩnh cửu của đời sống con người. Hay nói khác hơn, cái sự tìm kiếm này không dẫn đến việc làm thỏa mãn nhu cầu căn bản của con người, đó là yêu thương. Yêu thương người khác và được người khác yêu thương lại. Chính cái hành vi yêu thương, hy sinh, nó đem lại cho đời sống con người có một ý nghĩa. Bởi vì trong khát vọng sâu thẳm của con người chúng ta, Thiên Chúa mới là điều thiện tuyệt đối, và là nguồn mặt ẩn giấu vọt trào lên tất cả tình yêu. Và chính Thiên Chúa mới là động lực để chúng ta yêu mến nhau và tôn trọng con người. Ở trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy Chúa Giêsu phân biệt có hai loại bánh cũng như hai loại sự sống. Con người làm việc để kiếm được bánh nuôi thể xác, đó là một lương thực hư nát, cho một cuộc sống hư nát rồi cũng qua thôi. Ai cũng phải từ bỏ cuộc đời này với đôi bàn tay không.
Và còn một loại thức ăn khác, đó là loại bánh bởi trời, đem lại sự sống đời đời. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe đó, khi dân Do Thái ở Ai Cập, tuy làm nô lệ, làm công việc rất là nặng nhọc vất vả, nhưng họ được ăn uống no nê, được ngồi bên nồi thịt, nói lên cái sự thỏa mãn. Và dẫu cho được ăn thịt một cách no nê như thế, họ vẫn luôn ao ước cuộc sống của một con người tự do. Và vì thế, họ sẵn sàng nghe theo lời của Môi-sen, bỏ lại đất Ai Cập để đi về đất hứa qua hành trình dài trong sa mạc. Và dẫu cho ở trong sa mạc, họ có cảm giác lúc đói lúc no. Và ngay cả khi họ cần, thì anh em thấy Chúa cho chim cút bay rượp quanh trại. Họ ăn thỏa mãn. Và rồi Chúa cho manna từ trời rơi xuống, nuôi dân trong vòng 40 năm, cho đến khi dân vào ở trong đất hứa và được ăn hoa quả đầu mùa. Nhưng mà họ không dừng lại ở sa mạc. Họ vẫn tiếp tục đi. Họ vươn mình về phía trước để làm gì? Để vào đất hứa, nơi mà Thiên Chúa ban cho họ. Và trong khi đề cập đến manna trong hoang địa và đề cập đến hoa trái, bánh trái hư nát, thì Chúa Giêsu ám chỉ đến tình trạng của con người tội lỗi ở trong sách Sáng Thế chương 3. Anh chị em để ý là sau khi tổ tông loài người phạm tội, thì Chúa nói với Adam, ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Và đất trở nên một cái gì đó thử thách. Thức ăn có được bằng công việc nặng nhọc, mọc lên từ đất qua công việc vất vả và đổ mồ hôi trán. Còn trong cái bản văn tin mừng của Thánh Gioan hôm nay, thì chúng ta thấy các từ ngữ nó đảo ngược. Chúa Giêsu loan báo bánh bởi trời, không mọc lên từ đất, nhưng từ trời xuống. Một loại bánh không phải là hoa trái của lao công con người trên mảnh đất, bởi vì nỗ lực duy nhất được đòi hỏi để đón nhận, đó là chấp nhận cái bánh đó trong đức tin. Điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta, đó là tin rằng Đức Kitô là bánh sự sống của chúng ta. Như lời Chúa Giêsu nói, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người sai đến. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ ở bên bờ duy nhất của thức ăn trần thế, ở bên kia sông, bên kia bờ, Ngài làm phép lạ bắn hóa ra nhiều. Ngài còn đi qua bờ bên này, bên Capharnaum, bờ của thức ăn thiêng liêng. Thức ăn mà hướng chúng ta đến một cái mục đích cao hơn là chỉ để thỏa mãn cái bụng. Không phải Ngài coi thường việc tìm kiếm của cải trần lang, bởi vì Ngài đến để làm cho chúng ta cái đói khát của con người được thỏa mãn. Nhưng Ngài cũng ở bờ bên kia, Ngài là một loại bánh khác. Ngài đổ đầy một loại đói khát khác. Ngài làm cho thỏa mãn ước mơ yêu thương và được yêu thương mãi mãi. Ngài kéo dài hạnh phúc đời đời của chúng ta cho đến vô tận. Để đón nhận bánh từ trời, để thu lượm được manna của lời Chúa, chỉ cần có một điều, đó là tin tưởng vào Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế, Ngài cũng chịu đói, chịu khát. Anh chị em đọc trong tin mừng thấy cái đó rồi hả? Và Ngài muốn được yêu thương trở lại để có thể lấp đầy tình yêu của chúng ta, làm cho chúng ta tin tưởng. Đó là làm cho chúng ta tin. Và tin một ai đó là yêu mến người đó. Chúa Giêsu đã đến từ trời, đến từ Chúa Cha, không phải để ban cho chúng ta một điều gì đơn thuần thuộc về vật chất chóng qua, nghĩa là thuộc về cái điều hư nát, nhưng là để trao ban chính Ngài. Ngài biến mình thành của ăn để đi vào nơi sâu thẳm nhất của chúng ta, trở nên một với chúng ta. Và Ngài trở thành manna của chúng ta. Anh chị em thân mến, trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người nghèo khốn khó phải sống trong hoàn cảnh cách ly phong tỏa, mong ước có được những tấm lòng vàng chia sẻ với nhau trong cơn hoạn nạn, nhất là những chính sách hỗ trợ hợp lý từ phía chính phủ,
để mọi người có thể vượt qua những hoàn cảnh khó khăn này. Anh chị em để ý, một chính sách hỗ trợ hợp lý rất là quan trọng. Bởi vì những công việc từ thiện, những công việc thiện nguyện chỉ là đóng góp nhỏ nhoi của từng nhóm người. Làm thế nào đáp ứng nhu cầu cho cả một đất nước? Phải là một quốc gia thu tiền thuế của dân từ cái ngân sách đó mới có thể lo những công việc nó có tính dài lâu và ổn định được. Cho nên trong cái hoàn cảnh này, có nhiều người đã phải làm mọi cách để giúp đỡ anh chị em mình. Từng đoàn người tình nguyện tuyến lên tuyến đầu để giúp đỡ cho các anh chị em đau bệnh trong các bệnh viện. Nhiều người sẵn sàng đưa thức ăn đến các khu phong tỏa để giúp đỡ cho bà con. Và nếu anh chị em đọc được những dòng tâm sự của những anh chị em xung phong nơi tuyến đầu, gồm cả những người tín hữu lẫn các tu sĩ, anh chị em sẽ thấy động lực của sự hy sinh quên mình trong hoàn cảnh khó khăn này chính là lòng yêu mến Chúa và yêu mến con người. Có một điều khó khăn cho các tu sĩ đang hoạt động trong tuyến đầu là anh chị em không có cái giờ cầu nguyện chung, không có thể tham dự thánh lễ ngay cả trực tuyến. Mà anh chị em thấy cái giờ cầu nguyện được rước mình vào máu thánh Chúa là cái động lực căn bản giúp cho chúng ta có thể hy sinh chính bản thân mình. Và chúng ta thấy ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn này thì những anh chị em phục vụ trong tuyến đầu đó vẫn có cái cách để gặp Chúa theo một người nào cách nào đó. Tôi nghe những anh chị em chia sẻ khi đối diện với những người hấp hối, anh chị em cảm thấy đây mình đang đứng trước một Chúa Giêsu đau khổ. Khi đứng trước những bệnh nhân cần phải thay đồ, cần phải làm việc chăm sóc, anh chị em gặp gỡ khuôn mặt của Đấng Cứu Thế. Và tôi tin chính những cái hành động này chính là những cái giờ phút cầu nguyện quan trọng trong đời sống của một người con cái Chúa như thế. Trong hoàn cảnh này, người công giáo của chúng ta cảm thấy bị thôi thúc phải thực hành lời Chúa một cách cụ thể. Hình ảnh của người Samaritano nhân hậu. Lời Chúa trong bài giảng trên núi: phúc cho ai xót thương người vì họ sẽ được xót thương. Hay những lời về cái cuộc phán xét: Chúa đã nói với những kẻ lành, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi. Vì ngày xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống. Những điều này đang thôi thúc chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng, dang rộng đôi tay để đón nhận điều mà chúng ta mong ước là chính Thiên Chúa. Và anh chị em thấy, Thiên Chúa có thể đến với chúng ta qua khuôn mặt của một người cha nhân từ, có một biến cố thử thách, hay là một hoàn cảnh mà Ngài đòi hỏi chúng ta phải phát huy tất cả những khả năng, những sáng kiến của mình. Hãy mở rộng vòng tay để đón nhận chính Chúa. Tiên tri Isaiah trong chương 55 đã nói: tại sao các ngươi phung phí tiền bạc cho cái không làm cho mình được thỏa mãn? Mà trong khi đó thì Jeremiah lại cảnh cáo: chúng đã bỏ rơi ta, ta là nguồn nước hằng sống, để đào những bồn chứa nước, những bồn chứa nước bị nứt nẻ không chứa được nước. Hay đừng như những người mà Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, những người được hướng dẫn bởi tư tưởng phù phiếm. Nhưng chúng ta hãy sống, hãy để cho mình được hướng dẫn từ bên trong bởi một thần khí mới, để chúng ta trở thành một con người mới. Chúng ta chấp nhận thái độ của một con người mới, tạo vật thánh thiện và công chính trong chân lý theo hình ảnh của Thiên Chúa. Một con người mới sống trong một hoàn cảnh bình thường mới. Và anh em thấy chúng ta có một cái góc nhìn khác. Hãy đón nhận Chúa Giêsu, niềm hạnh phúc của chúng ta, bắn thật đến từ trời và trao ban cho chúng ta sự sống viên mãn. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho tất cả anh chị em.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ ông bà anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp và tham dự thánh lễ trực tuyến. Giữa những ngày tháng cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì vẫn đâu còn đó có những câu chuyện tử tế, những tấm lòng tử tế khiến người ta ngỡ ngàng và tiếp thêm niềm tin yêu vào cuộc sống hơn. Điển hình trong đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc cụ bà bán vé số mưu sinh tại Sài Gòn. Trong clip đó, cụ bà tóc bạc, lưng đã còng, đi lom khom, trông rất phúc hậu, đang đứng nói chuyện với cậu thanh niên trẻ. Cậu thanh niên này chỉ là người đi qua đường, thấy cụ bà tội nghiệp nên đã mua vé số và biếu cụ một khoản tiền nhỏ nhỏ. Nhưng phản ứng của cụ bà hết sức bất ngờ. Bà hỏi cậu thanh niên: "Sao biếu bà 150 lận con? Biếu bà rồi lấy tiền đâu ăn? Vậy là cho bà 150 lận hả? Hay để bà trả lại con 100.000 nghe?" Chàng thanh niên trẻ trả lời: "Con đã có lương, đủ tiền ăn uống." Nhưng bà nhất quyết đưa lại 100.000 tiền thừa cho cậu ta. Cậu thấy áy náy: "Thôi mà bà lấy có 50.000 thì sao ăn đây?" Cậu thanh niên ngỡ ngàng và xúc động trước nghĩa cử của cụ bà. Anh ta nghĩ rằng mình chia sẻ cho cụ một chút quà, nhưng hôm nay mình đã nhận lại món quà lớn hơn, giá trị hơn tiền bạc vật chất. Đó là tinh thần, đó là nụ cười đôn hậu, đó là tấm lòng trong sạch và sự quan tâm của cụ bà đối với anh ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dân Israel đã ngỡ ngàng vì được Chúa ban cho manna từ trời. Dân Israel được Thiên Chúa yêu thương đưa ra khỏi Ai Cập. Trong sa mạc cuộc sống thiếu thốn, dân Chúa đã quên ơn Chúa. Họ không quan tâm đến cuộc sống tự do ở phía trước. Họ tiếc nuối những ngày sống trong cảnh nô lệ. Họ đã kêu trách Mô-xê và Thiên Chúa. Họ nói với Mô-xê: "Thà ông để chúng tôi chết tại Ai Cập bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê còn hơn để chúng tôi chết trong sa mạc." Lời trách đó cho thấy người Do Thái không nhận ra ơn giải thoát của Chúa và giá trị của cuộc sống tự do là gì. Họ đã sẵn sàng cúi xuống ăn miếng thịt miếng bánh thời nô lệ hơn là được đứng thẳng ngẩng cao đầu vì được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa. Dầu dân Do Thái tệ bạc, vô ơn, Thiên Chúa vẫn đáp ứng cho họ nhu cầu vật chất họ đang cần. Chúa sẵn sàng cho họ ăn bánh và thịt như họ đang thèm. Nhưng hôm nay, Ngài ban manna từ trời rơi xuống mỗi sáng và cho chim trời sa xuống mỗi chiều để dân tha hồ ăn, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Dân Do Thái đang ngỡ ngàng vì bánh này không phải là Mô-xê cho, nhưng là bánh từ trời, bánh manna từ Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ đã cảm nhận trước tình thương của Thiên Chúa đã không bỏ họ nhưng vẫn nuôi sống họ mỗi ngày, nhất là lúc cùng cực trong sa mạc như thế này. Người Do Thái thời Đức Giê-xu cũng ngỡ ngàng, không chỉ được ăn bánh vật chất nhưng là bánh trường sinh. Sau khi được ăn bánh no nê, đám đông dân chúng tiếp tục đi tìm Đức Giê-xu. Khi gặp Ngài, họ hỏi: "Thưa Ngài, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giê-xu không trả lời câu hỏi của họ, nhưng Ngài nói cho họ biết việc họ đi tìm Ngài vì cái mục đích gì. "Các ông tìm tôi không phải vì tin vào các dấu lạ, nhưng vì các ông được ăn no." Như thế có nghĩa là họ đi tìm Chúa vì cái dạ dày, vì nhu cầu vật chất, chứ không phải vì tin. Họ tìm đến với Chúa với hy vọng
Chúa sẽ cho họ ăn no nê mỗi ngày, không cần phải làm việc gì cả. Đối với họ, Thiên Chúa chỉ là thủ kho, một cái kho hàng ngày ngày mở cửa để phân phát thức ăn cho họ mà thôi. Đức Giêsu không muốn họ tìm Chúa vì những chiếc bánh và con cá, nhưng Ngài muốn họ đi xa hơn nữa khi gặp Chúa. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng là lương thực mang lại phúc trường sinh. Đức Giêsu đã nhắc cho họ phải ra công làm việc, kể cả đời sống thiêng liêng cũng vậy. Phải làm việc cách kiên trì cẩn mẫn. Chúa muốn mọi người dành ưu tiên tìm kiếm lương thực đem lại sự sống đời đời. Lương thực mà thế gian không thể có, chỉ có Thiên Chúa mới có thể đem lại sự sống đời đời mà thôi. Như thế, tìm kiếm lương thực đem lại sự sống chính là tìm kiếm chính Đức Giêsu, đấng mà Chúa Cha sai đến trần gian. Người Do Thái đã ngỡ ngàng khi thấy Đức Giêsu không chỉ ban thứ bánh vật chất như họ vẫn ăn, nhưng là thứ bánh trường sinh, bánh thánh thể, bánh đem lại sự sống đời đời, là chính mình và máu của Đức Giêsu được dâng hiến cho Thiên Chúa Cha và trở nên của ăn, của uống đích thực cho linh hồn, cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Và còn chưa hiểu, họ lại còn hỏi Đức Giêsu tiếp tục nữa: chúng tôi phải làm gì để thực thi điều Chúa muốn? Chúa Giêsu trả lời: việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào đấng người sai đến. Như thế không chỉ ăn bánh, nhưng còn phải tin vào Đức Giêsu là đấng Chúa Cha sai đến trần gian, đã nuôi sống trần gian bằng bánh trường sinh, bánh đích thực. Tin vào Đức Giêsu không chỉ là tin vào phép lạ, nhưng là quyền năng của Đức Giêsu đã yêu thương và trao hiến thân mình làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Tin vào Đức Giêsu để được lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Tin vào Chúa Giêsu để chúng ta được sống và được sống đời đời. Tin vào Đức Giêsu, chúng ta không còn phải đói, không còn phải khát, như được no thỏa trong tình yêu và sự sống của Ngài. Tin vào Đức Giêsu là cùng chung một tấm bánh, một chén để được dưỡng nuôi linh hồn và thân xác chúng ta mọi ngày khi chúng ta còn ở dương thế. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vậy noi gương Đức Giêsu, chúng ta không nên hứa suông bằng những tấm bánh vẽ. Trong lịch sử nhân loại, nhiều người đã hứa suông với những mỹ từ, những tấm bánh được vẽ trên giấy thật hấp dẫn, giả như thật. Nhiều người đã thất vọng và không biết tin vào ai nữa. Đức Giêsu không hứa suông, nhưng lời hứa của Ngài thật chắc chắn: ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi sẽ không khát bao giờ. Lời hứa ấy được ký kết bằng bí tích Thánh Thể, bằng thịt và máu của Ngài trong bữa tiệc ly. Lời hứa ấy minh chứng bằng cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Đức Giêsu không lừa dối chúng ta, chỉ có chúng ta có chịu tin vào Ngài hay không mà thôi. Còn chúng ta đã hứa gì với Ngài, và chúng ta đã hứa gì với anh chị em chúng ta? Chúng ta đã tuyên xưng khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, chúng ta đã sám hối khi nhận bí tích hòa giải, chúng ta hứa với Chúa đủ điều. Nhưng chỉ là nước đổ nát khoai, đâu lại đóng ấy. Con hứa siêng năng đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, con hứa cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, con hứa sẽ trầu Thánh Thể Chúa vào ngày thứ năm đầu tháng, con hứa không mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Phải chăng đó chỉ là lời hứa hão và hứa suông? Còn lời hứa với anh chị em của mình thì sao? Cũng thế, chúng ta cũng hứa sẽ làm hòa với người anh chị em khi chúng ta xúc phạm đến họ. Chúng ta hứa sẽ cộng tác để xây dựng cộng đoàn đức tin và đức ái. Chúng ta sẽ hứa quan tâm và chia sẻ cho anh chị em nghèo khó, nhưng rồi mất hút chẳng thấy đâu cả. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta hãy cật vấn lương tâm, có thì nói có, không thì nói không. Đã hứa thì phải giữ lời,
cho dù có phải thiệt hại đến bản thân, để chúng ta luôn trung tín với Chúa và luôn thuộc về Chúa, cũng như sống tình huynh đệ với anh chị em cùng một cha ở trên trời. Điều thứ hai Chúa mời gọi chúng ta, đó là hãy là tấm bánh bẻ ra, trao ban tình thương của Thiên Chúa cho những người đói khát. Ngày nay, người nghèo thì cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền để thỏa mãn nhu cầu cấp bách của thể xác. Người giàu lại chạy theo xa hoa vật chất để hưởng thụ nhu cầu cao cấp của con người. Nhưng cả hai đều có nguy cơ bị đói. Hằng ngày họ vẫn đói được tôn trọng nhau. Họ đói vì không được chấp nhận. Họ đói trong mối tương giao. Họ đói vì không có nguồn động viên. Họ đói niềm hy vọng. Họ đói tình yêu. Và trên hết ngày nay, còn nhiều người đang đói sự sống đời đời. Hay nói khác đi, đói Thiên Chúa. Vì khi đói Thiên Chúa, họ đâu còn tìm được sự bình an và vẫn cảm thấy khắc khoải, lo âu, vẫn cảm thấy đói. Nhưng nếu họ có Chúa, họ được lấp đầy thay cho những cái đói khác. Là tấm bánh mang tên Giê-xu, tấm bánh mang tên Kitô hữu, chúng ta phải là tấm bánh mang hình Chúa Giê-xu, phải được bẻ ra, trao ban, hy sinh để cho những ai đang đói khát có thể khỏa lấp được tình yêu thương, lòng quảng đại của Chúa ngang qua cuộc đời chia sẻ của chúng ta. Cách cụ thể hơn, trong những ngày này đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở nhiều nơi, chúng ta đã làm gì cho anh chị em mình, những người đã qua đời vì COVID trong cảnh cô đơn, những người đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến, đang thiếu thốn phương tiện y tế, thiếu sự chăm sóc của nhân viên y tế vì quá tải, những người đang bị cách ly, khó khăn ăn bữa sáng lo bữa tối, những người phải vượt qua hơn 1.000 km trở về quê mà không có gì ăn trên đường. Chúng ta là tấm bánh Giê-xu, bẻ ra trong lời cầu nguyện, bẻ ra trong lời động viên, bẻ ra trong sự chia sẻ những gì chúng ta đang có. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Miếng bánh vật chất cũng rất cần, nhưng miếng bánh của sự đoàn kết, liên đới trong những thông tin cần thiết, tấm bánh của sự chia sẻ, tự tin cho những người đang nhát sợ và hoang mang, tấm bánh của sự chia sẻ hy vọng cho những ai đang thất vọng và cô đơn, sẽ có thể trao ban tình thương của Thiên Chúa đến với họ trong lúc này. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu Ê-phê-sô rằng biết Đức Kitô là nhận biết sự thật, vì thế họ không thể nào sống như những người bên ngoài. Không nhận biết Thiên Chúa là Đức Giê-xu, Đấng Thiên Chúa đã sai đến trần gian, được trao ban và chia sẻ cho những người đang cần sự nâng đỡ, chia sẻ của chúng ta trong lúc này. Lạy Chúa, chúng con rất sợ bị lâm vào cảnh nghèo đói, dịch bệnh, nên thường mải mê tìm kiếm những của cải trong qua đời này, mà chẳng thiết tha tìm kiếm của cải thiêng liêng là lời Chúa và Thánh Thể Chúa đem lại hạnh phúc đời sau. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa là hạnh phúc, là lẽ sống của đời chúng con. Amen. Xin mời người đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi kính thưa quý ông bà và anh chị em cùng các em thiếu nhi thân mến, dịch bệnh COVID đang hoành hành và lan tràn, gây ra bao nhiêu nỗi đau khổ, lo lắng cho người dân trên toàn thế giới. Trong đó có những người thân yêu, bạn bè, đồng nghiệp, đồng bào ở Việt Nam của chúng ta. Và một trong những nỗi khổ, nỗi lo lắng hiện nay đó là lo làm sao để có lương thực, có cơm, có cá, có rau để ăn hàng ngày. Có thể nói hiện nay người người nhà nhà đều tìm cách mua và tích trữ lương thực để nuôi sống gia đình mình. Thật ra cái nỗi lo lắng về lương thực không phải bây giờ mới có, nhưng từ thời xa xưa con người ta cũng đã chịu cảnh đói khổ và cũng phải lo đi tìm kiếm lương thực như chúng ta hiện nay. Cụ thể trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe thuật lại
Việc dân Do Thái đi trong sa mạc, họ lâm vào tình cảnh đói khổ, nên họ đã kêu trách Môsê và Aharon rằng tại sao lại đưa chúng tôi vào trong cái sa mạc này để cho chúng tôi phải đói khổ làm gì? Sao không để chúng tôi ở bên Ai Cập, thà làm nô lệ, thà chết mà được no bên nồi thịt thì còn hơn là chết đói trong sa mạc này? Thiên Chúa đã nghe thấu tiếng kêu than của dân người và Ngài đã ban cho họ cơm bánh vật chất. Chúa ban cho họ có manna vào buổi sáng và thịt chim cút vào buổi chiều để nuôi sống dân Do Thái là dân riêng của Chúa. Thiên Chúa thật là đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương. Bài tin mừng hôm nay tiếp nối đoạn tin mừng tuần trước. Tin mừng tuần trước thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông dân chúng đi theo Ngài mà phải đói. Và tin mừng hôm nay tiếp tục cho thấy những người này không muốn về nhà, họ tiếp tục tìm Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu. Có lẽ họ hy vọng rằng họ sẽ được Chúa tiếp tục cho ăn những cái bữa ăn tương tự như vậy, những bữa ăn no nê thịnh soạn như vậy. Và nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã dạy cho họ một bài học quý giá. Ngài dạy cho họ phải biết hướng tới tìm kiếm một của ăn cao quý hơn, đó là của ăn thiêng liêng giúp nuôi dưỡng phần linh hồn và mang lại sự sống đời đời. Của ăn đó là lời của Chúa, là mình máu thánh Ngài và là chính Chúa. Khi dạy như vậy, có phải Chúa Giêsu xem thường của ăn vật chất không? Thưa không phải, Chúa Giêsu không hề có ý xem thường của ăn vật chất đâu. Bởi vì chính Ngài ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của cơm bánh vật chất, nên khi dân đi theo Ngài đói khổ, Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Và trong khi đi rao giảng, Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ hãy cầu nguyện với Chúa Cha, xin Chúa Cha ban cho cơm bánh vật chất. Ngài dạy các môn đệ cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha: xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Thêm vào đó, Chúa Giêsu cũng không có ý khuyến khích người ta suốt ngày chỉ lo đi tìm kiếm của ăn thiêng liêng mà không cần làm việc, không cần lao động hay là lười biếng. Không phải như vậy. Chúa trái lại, Chúa dạy cho người ta phải cố gắng làm việc để có cơm bánh vật chất nuôi thân. Nhưng Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở cái cơm bánh vật chất, nhưng Ngài muốn chúng ta cần phải hướng lên một mục đích cao quý hơn, đó là đi tìm kiếm Chúa và tìm kiếm sự sống đời đời. Cho nên Ngài nói: các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta rút ra hai bài học. Bài học thứ nhất, chúng ta hãy cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc để chúng ta có thể kiếm được cơm bánh vật chất nuôi thân. Nhưng là người Kitô hữu, là những thiếu nhi thánh thể, chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa và gắn bó với Ngài, bởi vì chỉ có Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc và sự sống đời đời. Chúng ta hãy hướng về Chúa và tìm Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ trong hoàn cảnh hiện nay, đó là dự lễ trực tuyến, để chúng ta có thể được nghe lời Chúa và được rước lễ thiêng liêng. Ngoài ra, chúng ta cũng nên đọc thánh kinh và cùng với những thành viên trong gia đình của mình cùng nhau đọc kinh chung mỗi buổi tối. Đó là những việc rất tốt đẹp để chúng ta hướng về Chúa và chúng ta tìm kiếm của ăn thiêng liêng. Bài học thứ hai, đó là sau khi đọc kinh dự lễ, chúng ta được nuôi dưỡng về phần thiêng liêng, về phần linh hồn, thì chúng ta cũng cần phải biết noi gương Chúa, chạnh lòng thương anh chị em của chúng ta. Như Chúa đã thương đoàn dân đông đảo đói khát, Ngài làm phép lạ hóa bánh để nuôi sống họ. Như Chúa đã thương mỗi người chúng ta, Ngài ban cho chúng ta lời hằng sống và chính mình máu thánh Ngài. Cụ thể trong hoàn cảnh hiện nay rất khó khăn, mỗi người chúng ta hãy tiết kiệm chi tiêu
và ăn uống chừng mực để chúng ta có thể góp phần nhỏ bé của mình chia sẻ cơm bánh vật chất cho những anh chị em thiếu thốn, nghèo đói hơn chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em cùng các em thiếu nhi thân mến, sống trên cõi đời này chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sợ, lo sợ phải lâm vào tình trạng đói khổ như hiện nay. Cho nên chúng ta thường mải mê đi tìm kiếm của cải và của ăn vật chất nuôi sống bản thân. Điều đó không có gì xấu, không có gì sai. Nhưng nó chỉ xấu, chỉ sai khi chúng ta quá mải mê tìm kiếm của cải của ăn vật chất mà lãng quên hay là không còn tha thiết đi tìm kiếm của cải thiêng liêng, của ăn thiêng liêng là lời Chúa và mình máu Thánh Ngài, là thứ có thể đem lại cho chúng ta hạnh phúc và sự sống đời đời. Vậy mỗi người chúng ta hãy sám hối, xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót cho chúng ta. Và chúng ta hãy xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết hướng về Chúa, luôn biết tìm kiếm Chúa, bởi Chúa chính là nguồn bình an và hạnh phúc đích thực của cuộc đời chúng ta. Amen. Có một bức thư được đăng trên trang mạng xã hội. Của cho không nhiều nhưng tác dụng lại kỳ diệu. Sau bữa cơm đầu cảm thấy bớt đau, không còn sợ những cơn đau như trước. Đó là bức thư của một ông cụ ở một mình tại phường 13, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, được dân mạng vừa tấm tắc cảm phục vừa xúc động. Bức thư ấy có nội dung: kính gửi cô Sen, từ mùng 1 tháng 7 vừa qua tôi bị đau khớp kết hợp với bệnh tiền liệt tuyến đã có sẵn từ cả năm trước. Gần nửa tháng rất đau nhức, đêm ngủ ngồi chập chờn, lại chỉ uống sữa, không dám ăn, tiêu hóa bị rối loạn. Hai ngày qua được cô cho cơm ăn, của cho không nhiều nhưng tác dụng lại kỳ diệu. Sau bữa cơm đầu cảm thấy bớt đau, không còn sợ những cơn đau như trước nữa. Tình cảm xóm giềng cô giúp đỡ rất quý, không lời cảm ơn nào xứng đáng. Hiện nay bệnh tình tôi đã khá nhiều, đêm có thể nằm ngủ, gần hồi phục như trước khi có lệnh giãn cách 16. Nhà cũng có sẵn gạo và cá hộp, tôi có thể xoay sở được nên không dám làm phiền cô hơn nữa. Xin hứa khi nào cần sẽ nhờ cô giúp. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, không có phù phép nào trong chén cơm của số cô Sen hàng xóm, nhưng có tình yêu thương chính là phép màu. Bởi ông cụ đã cảm nhận được tấm lòng của người cho. Tấm bánh Chúa Giêsu phân phát cho đám đông dân chúng ăn non nê chính là dấu chỉ lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với dân chúng đang đói. Đáng lý ra họ phải nhận ra Thiên Chúa, nhận ra tình thương của Ngài qua tấm bánh mà họ đã nhận được qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, chứ không đòi hỏi cái gì khác nữa. Thế nhưng đằng này, sự cứng lòng tin và đam mê vật chất đã khiến cho dân Do Thái hôm đó không nhận ra mối tương quan giữa tấm bánh và con người làm ra tấm bánh hay là hóa bánh ra nhiều. Cũng chẳng nhận ra ý nghĩa của việc Chúa Giêsu bẻ bánh và chia cho họ ăn no. Ngài đã chia sẻ tấm bánh đó như là biểu tượng chính thân thể của Ngài sẽ bị bẻ ra, tan nát, bầm dập trong cuộc khổ nạn và phục sinh. Vì thế, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu phải nói thẳng, nói thật với họ. Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Hóa ra dân chúng chạy theo Chúa Giêsu chỉ vì cơm bánh, chứ không phải vì tin vào Ngài là bánh đích thực ban lại sự sống đời đời.
Dấu lạ bánh hóa nhiều mời gọi niềm tin, chứ không phải để tin thì cần phải có dấu lạ. Chẳng hạn những người con biết nhận ra mồ hôi nước mắt công lao của cha mẹ trong miếng cơm mình ăn, thì sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi những món ăn đặc sản ngon miệng đắt tiền mới tin vào tình thương của cha mẹ. Bởi vì họ đã tin vào tình thương của cha mẹ rồi, và chính nhờ niềm tri ân, niềm tin đó mà họ đón nhận chén cơm thanh đạm với tất cả niềm tri ân cảm mến. Trái lại, những người con suốt đời chỉ biết đòi hỏi hết ăn ngon mặc đẹp thì chẳng bao giờ thấy được tình thương của cha mẹ, cho dù cha mẹ có đáp ứng những đòi hỏi của họ tới mức nào đi chăng nữa. Bởi vì họ yêu cái họ tìm, chứ không phải là yêu cha mẹ. Không phải tấm bánh làm ra tình thương, mà chính tình thương làm ra tấm bánh. Thế giới chúng ta ngày hôm nay thực ra không thiếu và không bao giờ thiếu cơm bánh. Nhưng thế giới vẫn thiếu tình yêu thương, nên bánh đã không được bẻ ra cho hết mọi người. Hay nói đúng hơn, người ta chỉ bẻ ra cho những người sẵn sàng làm nô lệ cho họ. Bánh cho người nô lệ thì có, nhưng bánh của tình yêu thương dành cho những con người tự do thì lại thiếu, lại không có. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thứ bánh của tình thương, thứ bánh của tự do khi Ngài bẻ bánh phân phát cho người ta và dặn dò họ: anh em phải ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Người Do Thái sẵn sàng làm nô lệ lương thực trường thường tồn đem. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu hướng chúng ta về một thứ bánh mà không vượt lên trên thứ bánh của vật chất, thứ bánh mà chỉ có Ngài mới ban cho nhân loại, đó chính là thân thể Ngài. Khi Ngài nói: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi thì không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đói khát lương thực, đó là thảm trạng và nỗi ám ảnh thường xuyên nhất của nhân loại hôm nay. No đủ vẫn là giấc mơ của hàng trăm triệu con người. Trước khi nói đến bánh hàng sống, Chúa Giêsu đã chạnh thương đám dân nghèo khổ đi theo Ngài. Họ đói, họ không có bánh ăn. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: anh em hãy cho họ ăn đi. Lời mời gọi này cũng là lời mời gọi của cho mỗi người chúng ta hôm nay. Hãy cho kẻ đói ăn, hãy cho kẻ khát uống. Và khi đã khởi sự cảm thông, chia sẻ cơm bánh với họ, Chúa Giêsu đã cảm thông và chia sẻ không chỉ dừng lại ở cơm bánh vật chất. Ngài đã mặc khải cho họ chân lý về bánh hàng sống. Đó là khía cạnh, hai khía cạnh gắn liền trong cuộc sống chúng ta: cơn đói thể xác và cơn đói tâm linh. Trên một bình diện khác, bình diện nhân linh, đói khát quả thực là một đặc tính riêng biệt của con người. Nếu hiểu đói khát là khả năng khai mở tiếp nhận khát vọng, thì thực sự không có điều gì có thể lấp đầy nỗi khao khát vô hạn của con người. Vì tự thân con người đã một hữu thể khao khát vô biên, khao khát đấng tuyệt đối. Và chỉ có con người mới có khả năng đó. Vì vậy mà Thánh Augustino đã phải thốt lên: Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con thao thức mãi cho tới được an nghỉ trong Chúa. Chúa Giêsu hẳn muốn khơi dậy nơi chúng ta niềm khao khát này khi Ngài nói: hãy ra công làm việc
không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại hạnh phúc đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu sự đói khó khát là một mối phúc trong tám mối phúc thật, phúc cho người đói khát sự công chính, thì phải chăng không biết đói khát, tự mãn với chính mình, không còn muốn nâng cao khát vọng của mình, lại là mối họa không những cho bản thân mà còn cho gia đình và cho xã hội. Chính tôi là bánh hàng sống. Khẳng định long trọng của Chúa Giêsu hôm nay không một chút mông lung mơ hồ. Một ý tưởng, một lý tưởng hay là một lý thuyết thì có thể mơ hồ. Nhưng một con người có danh xưng cụ thể thì không. Bánh sự sống, lương thực đem lại sự sống và là sự sống vĩnh cửu bất hoại chính là bản thân Đức Giêsu. Và để đón lấy một con người, một đấng làm sự sống và lẽ sống cho mình, thì công việc phải làm đó là hãy đến và tin vào Ngài. Vì thế, kẻ đến lãnh nhận lời hằng sống và bánh sự sống khác nào người được đưa vào kho tàng yêu thương, như kiểu nói của Thánh Basilio: lạy Chúa là thức ăn thức uống của con, càng ăn con càng đói, càng uống con càng khát, càng sở hữu con lại càng ước ao. Trong thời gian cách ly phong tỏa, giãn cách xã hội, cả hơn một tháng nay, gần hai tháng nay, không có thánh lễ tập trung. Vì vậy mà có một bài thơ, có lẽ là của một em thiếu nhi, đăng ở trên mạng. Bài thơ mang tựa đề Chúa ơi con nhớ, đã được rất nhiều người chia sẻ. Tôi xin đọc: Chúa ơi con nhớ nhà thờ, nhớ lời kinh nguyện, nhớ giờ mân côi, nhớ câu nhạc thánh trên môi, bình an diệu vợi êm trôi đượm tình. Nhớ lời cha giảng thánh kinh, giúp con say mến đức tin vững vàng. Nhớ khi thử thách gian nan, lặng quỳ khấn nguyện Chúa ban sức thần. Nhớ nguồn thánh thể hồng ân, dưỡng nuôi giúp sức đường trần con đi. Nhớ giờ sinh hoạt thiếu nhi, đố vui giáo lý đua thi tuyệt vời. Nhưng giờ buồn quá Chúa ơi, nhà thờ vắng vẻ tiếng cười nơi đâu. Nỗi buồn phủ bóng chìm sâu, giáo dân lo lắng mong mau yên bình. Nguyện xin Thiên Chúa rủ tình, giúp đoàn con giữa tình hình hiện nay. Biết luôn tín thác mỗi ngày, hy sinh cầu nguyện phút giây chẳng rời. Dịch kia không thể làm trời, nhờ quyền năng Chúa muôn nơi an bình. Niềm vui chan chứa muôn nghìn, nhà thờ lại mở tâm tình yêu thương. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, đó chính là tâm tình đói khát, có lẽ của một em thiếu nhi. Ước gì trong thời gian giãn cách vì đại dịch Covid này, nhiều người chúng ta cảm thấy đói, cảm thấy khao khát Chúa, chính là nguồn tình yêu, nguồn bình an đích thực cho cuộc đời chúng ta. Amen.